Mến chào quý vị, Phương Thủy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội và đang diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây sẽ là những tin chính. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 23 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, từ sáng sớm ngày 22 tháng 9, từ Châu Giang Tô đã xảy ra mưa lớn, nhiều nơi tích tụ nước nghiêm trọng, nước mưa tràn vào gara, đường lái xe biến thành sông. Nhiều phương tiện bị ngập, tuyến metro số 2 ga thành phố Khoa học và Công nghệ đã tạm thời đóng cửa do lượng nước tích lũ bên ngoài nhà ga. Theo báo cáo toàn diện của các phương tiện truyền thông trên đất liền, Đài quan sát khí tượng Từ Châu ở Giang Tô đã nâng cấp và đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ vào lúc 6 giờ 15 phút sáng ngày 22 tháng 9. Dự báo trong 6 giờ tới sẽ có lượng mưa hơn 200mm tại các huyện Gulu, Yulong, Kwansan District, Economic Development District, Post Alfred District và một số thị trấn, đường phố ở huyện Tông San và huyện Jingwang. Thời tiết đối lưu mạnh như dông cấp 10 và gió giật mạnh. Mặc dù cảnh báo đỏ đã được dỡ bỏ, Đài quan sát khí tượng Từ Châu cho biết có thể xuất hiện các cơn dông rải rác. Trên thực tế, từ sáng sớm ngày 22 tháng 9, Từ Châu đã hứng chịu lượng mưa lớn và có ít nhất 24 đoạn bị ngập nước trong khu đô thị. Chẳng hạn như tháp chống đường hầm Bắc Sung Sơn, đường hầm Bạch Vân, đường chui Xiandan, đường chui Yulong Jinxin, đường hầm Chu Quang Linh, giao lộ Changpen Vành Đai 3, đường Tam Sơn, đại lộ Hồ Kuan Lun, khu phát triển đường sắt cao tốc South Station, đường ngầm Susan của quận Cảng cũng như đường ngầm Shijisan. Tập đoàn tàu điện ngầm Từ Châu đã đưa ra thông báo vào lúc 7 giờ 30 phút rằng do lượng mưa lớn, nước bên ngoài ga thành phố Khoa học và Công nghệ tuyến số 2 Từ Châu nước dâng cao nên nhà ga tạm thời đóng cửa để tạm dừng các dịch vụ bên ngoài. Tài khoản Weibo chính thức của China Railway Shanghai Beirut Group Company Limited thông báo rằng vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 22 tháng 9 do ảnh hưởng bởi trận mưa lớn ở Từ Châu, đoạn giữa Makun và Liugu trên đường sắt Bắc Kinh-Thượng Hải đã tạm thời bị phong tỏa. Mãi đến 7 giờ 55 phút, đoạn tuyến đường sắt Bắc Kinh-Thượng Hải gần Từ Châu bị phong tỏa vẫn chưa hoạt động trở lại. Các chủ đề liên quan đến nó, chẳng hạn như mưa lớn ở Từ Châu, nằm trong danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo và Baidu ở Trung Quốc đại lục. Tình trạng nước ngập úng nghiêm trọng cũng xảy ra tại một số cộng đồng và đoạn đường ở Từ Châu. Đoạn video cho thấy đường phố là sông, nước sắp ngập biển quảng cáo bến xe, xe đạp đậu bên lề ngập chìm trong nước. Một số lượng lớn phương tiện bị nhấn chìm, xe buýt lưu thông trên đường như một chiếc thuyền đang bơi. Vào mấy ngày trước đó, Thạch Gia Trang, Hà Bắc đã hứng chịu một trận mưa lớn, nhiều đoạn đường bị ngập nước nghiêm trọng, nhiều ô tô bị ngập và trôi trong dòng nước. Ở một đoạn cầu, nước mưa từ trên cầu đổ xuống như một thác nước. Theo báo cáo toàn diện, lúc 8 giờ sáng, Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Bắc thông báo, theo số liệu thống kê về khí tượng, thủy văn có tổng số 8.826 trạm. 8 giờ sáng ngày 22 tháng 9 đến 8 giờ sáng ngày 23 tháng 9 có 6.100 trạm ở hầu hết các khu vực ở tỉnh Hà Bắc có lượng mưa lớn. Trong đó có 215 trạm ở Nam Trương Gia Khẩu, Nam Bảo Định, Trung và Nam Thạch Gia Trang, Khang Du và Bắc Hành Thủy với hơn 180mm. Lượng mưa ở khu vực đô thị chính của Thạch Gia Trang nằm trong khoảng từ 84mm đến 156,2mm và vườn Tử Đinh Hương lớn nhất là 219mm. Theo báo cáo, nhiều đoạn đường ở cầu ngầm ở Thạch Gia Trang đã bị ngập nước nghiêm trọng và nhiều phương tiện bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Hiện tại, 22 cây cầu đường hầm đã bị ngập ở khu đô thị Thạch Gia Trang phải ngừng hoạt động. Trước chợ hải sản Đông Gao, nhiều ô tô bị ngâm trong nước lũ. Tại đường Vành Đai 2 phía đông của đường Hoài An ở thành phố Thạch Gia Trang, nước mưa từ trên cầu đổ xuống giống như một thác nước. Đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy nước trên cầu chui vào cầu ở Thạch Gia Trang rất sâu. Một số ô tô bị ngâm trong nước giữa đường, một số người dân đi xe đạp điện nước ngập ngang lưng. Rạng sáng ngày 23 tháng 9, một bức tường ở đoạn qua ga đường sắt ở huyện Dinh Sinh, Thạch Gia Trang bị sập xuống khiến nhiều ô tô bị đập trúng và hư hỏng nặng. Ngày 23 tháng 9, chủ đề Hà Bắc mưa xối xả nằm trong danh sách tìm kiếm nóng hổi. Người dân địa phương chỉ trích chính quyền cho rằng cứ mưa là nước ngập lại ngập và hệ thống thoát nước của địa phương quá kém. Một cư dân mạng ở Hà Bắc nói, hàng năm đến mùa mưa, trời cứ mưa to là Thạch Gia Trang lại bị ngập lụt, hệ thống thoát nước kém đến mức tôi không thể còn lời nào để mô tả với nó. Sau bao nhiêu năm, nó vẫn không được cải thiện.
Tôi đã ở đây nhiều năm như vậy mà tôi chưa bao giờ thấy được nước sâu và nhiều như vậy. Đây là lần đầu tiên, thật là sốc. Mỗi một trận mưa lớn đều bị ngập nước như thế này. Một vấn đề chung ở nhiều thành phố đó là vấn đề thoát nước đô thị đã không được cải thiện chút nào trong vài thập kỷ qua. Từ đường ngõ phố ra bến xe buýt, nước ngập sâu đến mức đưa chân lên xe điện, nước ngập qua mắt cá chân, sâu đến nửa bắp chân. Khu đô thị quận Tây An, thành phố Kangju đã bị phong tỏa. 11 giờ sáng ngày 23 tháng 9, mực nước vẫn cao như vậy. Hệ thống thoát nước tại đây đã được xử lý rồi. Nhưng mỗi khi trời mưa, nước lại vẫn ngập úng. Đây là con đường mới sửa chữa, chưa thông xe. Nhưng hệ thống thoát nước vẫn kém quá. Khi Trùng Khánh và Tứ Xuyên bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao và cháy rừng, mưa bão Hà Bắc khiến người dân Tứ Xuyên và Trùng Khánh đều ghen tị. Họ đều nói, hãy cho một số điểm mưa ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh. Hãy chỉ cho người dân của Tứ Xuyên và Trùng Khánh có mưa. Bây giờ người dân chúng tôi ở đây chỉ mong có thể có nước và điện. Sạt lở đất ở Thanh Hải. Kính thưa quý vị, ngày 22 tháng 9 vào khoảng 1 giờ 05 phút sáng tại làng Hồng Gia, thị trấn Quê Doan, huyện Hu Du, Hải Đông, Thanh Hải đã xảy ra một vụ lở đất. Thiên tai đã khiến tổng cộng 18 người mắc kẹt, trong đó có 14 người thuộc 3 hộ gia đình và 4 nhân viên. Những thành viên đang tổ chức vận chuyển quần chúng đã bị thiệt mạng. Vào khoảng 1 giờ 05 phút sáng ngày 22 tháng 9, tại thôn Hồng Gia, thị trấn Quê Doan, huyện Hu Du, thành phố Hải Đông, tỉnh Thanh Hải đã xảy ra một vụ sạt lở đất. Tính đến 11 giờ ngày 23 tháng 9, 18 người bị mắc kẹt đã được giải cứu, trong đó 4 người tình hình sức khỏe tạm ổn và đã được cứu sống. 14 người đã chết sau khi nỗ lực cứu hộ thất bại và 2 người còn lại đang được tìm kiếm và giải cứu bằng mọi nỗ lực. Chính quyền địa phương đã ngay lập tức thành lập một khu tái định cư tạm thời tại Ủy ban làng Hồng Gia và việc tái định cư cho những người bị ảnh hưởng đang được tiến hành. Hiện tại, 55 lều đã được dựng lên tại các địa điểm cứu trợ thiên tai tạm thời và 474 người đã được tái định cư. Tại hiện trường, phóng viên chứng kiến các phương tiện vận chuyển vật tư tiếp tục chạy vào Ủy ban thôn. Người dân trong thôn cũng xếp hàng nhận vật tư dưới sự hướng dẫn của cán bộ. Điều này được hiểu rằng, ngoài các vật liệu do chính phủ cung cấp, còn có các doanh nghiệp trong sắp địa phương và dân làng xung quanh quyên góp một cách tự phát các nhu yếu phẩm hàng ngày như gạo, mì, dầu và rau. Jeng Juman, thị trưởng thị trấn Quê Quan, huyện Hu Du, thành phố Hải Đông, tỉnh Thanh Hải cho biết, nhiều công ty quan tâm đã gửi đồ tiếp tế, đầu bếp nhà hàng và dân làng xung quanh cũng đã chủ động đến đây để giúp nấu ăn. Hiện trong số 18 người được ứng cứu, trong đó có 4 người tình hình sức khỏe hiện đã tạm ổn định. 3 người vừa được giải cứu và đang được cấp cứu tại bệnh viện. 9 người đã tử vong sau khi giải cứu bất thành, 1 người còn lại đang được lực lượng chức năng tìm kiếm và giải cứu. Sau khi kiểm tra y tế thì họ thực sự đã thiệt mạng. Vào ngày 11, một vụ lở đất khác đã xảy ra tại khu danh lam thắng cảnh Jigu của thành phố Jiwan và một lượng lớn đất đá đổ vào khu vực dịch vụ của danh lam thắng cảnh. Theo anh Ju, một du khách đến từ khu thắng cảnh Cửu Trại Câu, anh và những người bạn từ Trịnh Châu đến đây vào ngày 22 tháng 9. Hôm nay, đá đã chặn đường về nhà, con đường đi về hướng Sơn Tây cũng bị lũ cuốn trôi. May mắn thay, chỉ có một vụ sạt lở đất trên đường trong khu danh lam thắng cảnh. Sau khi tạnh mưa vào lúc 12 giờ trưa ngày 23 tháng 9, anh ấy đã đi bộ 10 km trong 5 giờ và về được bằng cách lội qua dòng nước và đất đá. Đối với mưa lớn ở nhiều nơi, CCTV cũng đưa ra một bản tóm tắt về cách phòng ngừa với 3 từ đóng lách và di chuyển. Cụ thể, trong nhà đóng hết mức có thể các cửa ra vào và cửa sổ, đồng thời tắt điện kịp thời nếu nước tràn vào nhà. Ngoài trời đi bộ lách quanh cầu và tránh các lối đi ngầm và lái xe tránh các khu vực đường ngập nước. Ở khu vực miền núi, quan sát khi thấy nước đầu nguồn đột ngột trở nên ngập và mực nước dâng quá nhanh, cần di chuyển khẩn cấp kịp thời. Sạt lở đất BJ Quý Châu. Thưa quý vị khán giả, vào lúc 7 giờ tối ngày thứ ba vừa qua, một vụ lở đất đã xảy ra tại công trường xây dựng BJ Quý Châu. Tính đến 7 giờ 30 phút sáng ngày thứ tư, có 8 người đã được giải cứu, có 3 người trong số họ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị và hiện sức khỏe đã tạm thời ổn định. Riêng 5 người còn lại đã thiệt mạng. Qua xác minh sơ bộ, còn 9 người mất tích. Vào sáng ngày thứ tư, một nhân chứng tại hiện trường nói với phóng viên Jimu News rằng anh ta nhìn thấy từ xa rằng một phần vỉa hè trên đường Seongsan North liền kề đã bị đá vùi lấp và một chiếc máy xúc bị chôn vùi dưới những tảng đá. Vụ việc xảy ra gần công trường xây dựng dự án cơ sở đào tạo của Bệnh viện Nhân dân số 1 của thành phố BJ. Đoạn video trực tiếp được đăng tải trên Internet cho thấy một phần con đường bị đất đá vùi lấp. Nhiều phương tiện cứu hộ và nhân viên đã nhanh chóng đến hiện trường vụ việc. Đồng thời, một dây buộc đã được kéo lên tại hiện trường.
Một video khác cho thấy máy xúc đang tiến hành cứu hộ tại hiện trường và nhiều xe cứu thương đang chờ sẵn tại hiện trường. Mấy ngày nay, trời không mưa, ông Yu, một cư dân gần đó, nói với Jimu News rằng công trường xây dựng bệnh viện nơi xảy ra vụ tai nạn nằm bên đường Sangsuan North và ngọn núi nơi xảy ra vụ lở đất không quá cao. Ông Yu cho biết gần công trường vẫn còn một số hộ dân chưa di rời ra ngoài. Ông không biết trong số những người bị chôn vùi có dân làng hay không. Hơn chục chiếc xe cứu hộ đã lao đến hiện trường, đường Sangsuan North cũng bị tạm thời ngừng hoạt động giao thông và có rất nhiều máy xúc đang làm việc tại hiện trường. Sáng ngày thứ Tư, văn phòng thông tin của chính quyền thành phố Bize đã đưa ra một báo cáo cho biết vào khoảng 19 giờ ngày thứ Ba, một vụ lở đất đã xảy ra tại dự án cơ sở đào tạo của chi nhánh Bệnh viện Nhân dân số 1 của thành phố Bize, tọa lạc ở phố Wuhua, quận mới Hồ Kim Hải, thành phố Bize, khiến các công nhân xây dựng bị mắc kẹt. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tỉnh và thành phố đã ngay lập tức triển khai ứng cứu khẩn cấp và thành lập trụ sở khẩn cấp. Hiện tại, tổng cộng hơn 720 người từ các bộ phận ứng phó khẩn cấp, phòng cháy chữa cháy, xây dựng nhà ở, tài nguyên thiên nhiên, y tế, an ninh công cộng và các bộ phận khác đang được huy động tại hiện trường. Và 8 tổ công tác đã được thành lập để cứu hộ khẩn cấp, an ninh y tế và xử lý hậu quả. 16 máy xúc và thiết bị phá hủy đã được điều động. 16 xe cứu thương và các thiết bị cứu hộ như cần cầu, máy bay không người lái, thiết bị dò tìm sự sống, chó tìm kiếm cứu nạn đã tham gia vào công tác cứu hộ và xử lý đầy đủ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.